hú quá được chậm hú là thấy chưa còn hú đó sáng nào vậy có hú hết trơn á làm như sao thú vậy bên Mỹ mà tưởng lò heo chánh hương không thấy không giờ thì hú hú hoài vậy đó cái chim kêu dựng hú biết nhà má ở đâu là ở đây nè mà còn chưa dậy thôi nha mà dậy là sầm rừng đó không có để tắt nước rồi tắt nước ngủ vậy lè nó sớm cho ai ngủ vậy bởi vậy sống bên Mỹ mà sao mãi mà trời ơi tay mà nó nghe nó cùm lên bên em mà tại vì cũng may là mua nhà lớn cách xa đó nói nghe nè bà lấy cái khúc bánh mì nãy bà nướng cho chủ ăn coi cái khúc hồi nãy đó đâu 1, 2, 3 lỡ thôi lâu lâu tôi bị thôi bà ngày nào bà nướng bánh mì cho chủ mà cũng khét nó thúi nhà luôn nó khét nhà đó này dầu hát nó chạy đường á yeah. Này để chồng bà ăn không để chồng bà ăn để nha ok mà ác á chồng bà chấm hả nè chấm nè cho chồng bà nè cà nhà cà ri ngon lắm nè chủ nè mà mập mà đâu có thấy được nghe không thì mỡ nó chèn lên lên mí mắt cái này lo nói chuyện nè tụi bay ăn okay, chưa nè tụi bay ăn chưa nè cái đất là hảo ok ăn vô cái á khẩu rồi cái hai đứa lâu lâu mình phải làm vậy đó đúng cái hai đứa mình là làm chủ mộng làm chủ quá à. Phải làm chủ mình phải ở đợ đây mình ở đợ nhưng phải có chí hướng khét nha khét nha ok ok ăn đi ổng sắp ra rồi đó mệt quá ổng à quá mất để ổng đi vậy mình phải dọn sạch ổng ra ổng chữ đó đó ông ăn vô đây là mập thay nè đó lên 3 kg nè ổng nói ổng ít ăn lắm thôi ổng ăn cái gì ổng cũng nói chọn xíu xíu à. xíu mà quay qua quay lại không còn một miếng bợn mà miếng dầu trên cái thành đó miếng sạch luôn vét sạch đơn ăn sẽ. Cái nào cũng sạch sẽ trời ơi mà nói chỗ này không ngon không cái nào cũng ăn hết này nó ngon ngon mà quay qua quay lại hết trơn trời ơi xong hỏi chủ ốm không dạ không. Ốm mình nói mà trước mặt là phải nó ốm nó mập là chữ mình không tôi thì tôi nói vậy nè thấy cái mặt ốm nhưng mà cái người không ốm tôi phải tế nhị chút xíu hiểu không tôi nói cái... nhưng mà thật sự là cái người mập và cái mặt cũng mập luôn thì cả hai mập nhưng mà ý là tôi tế nhận đi tế nhị hiểu không qua sân bay là phải gọi là mua 2 cái ghế business vậy này cái mới vừa một cái là một cái đít một cái là cái bụng một xà ra trời ơi xà ra người là mà lỏng lẻo cái gì đó đi ra sân bay là cái gì mà người ta phải cái tre xe đẩy là cái tre đó cái xe đẩy người ta phải đẩy ra đâu có đi nổi đâu có bữa là tại vì giả bộ kiểu như đi không nổi á mập đi không nổi cái nó cái ấy giùm đỡ cái xong cái người ta đưa cái tre đẩy ra sao vậy ăn sao? Chi cho cố rồi đẩy cho mập thay rồi đẩy tao nói cái nết xấu lắm đúng vậy mà bà vợ đúng rồi ô anh xinh đẹp anh xinh đẹp quá anh xinh đẹp như con sóc nghĩ sao mà con sóc đẹp ha mà nói như đúng rồi vậy đó hê chồng mệt hay chồng dễ sợ luôn nhiều khi mà đang rửa chén 12 giờ chồng mà mắc mệt mắc ù hả sáng dậy trời sáng dậy mỗi ngày vậy là một câu chuyện ngày nào vậy cũng chuyện anh sóc kia vậy bắt đầu ra cái là nghinh tới nghinh lui hiểu không cái kiểu cách đó nghinh tới nghinh lui đi coi mình làm chưa rồi cái đầu kiếm chuyện chữ mình sơ hở gì là chửi mình đó ông chủ thì ok ông chủ thì thuộc dạng sao gọi là sợ vợ hả sợ vợ nhưng mà cũng lúc này lúc nọ hả thấy sắc thái mặt chưa lúc này lúc nọ đó thất thường kỳ lắm làm như ông chủ cũng có tâm thần chút xíu còn bà chủ thì như giống nhi nhập vậy đó sao mà cái giọng cái chét mà như con nít đúng không đúng rồi giống nhi mới là con nít đó như giống nhi nhập đúng rồi bây giờ nói mới nhớ nha y chang giống nhi ghê quá bởi vì hai người ở nhau hợp quá trời ở đất luôn trời ơi tự nhiên sao rơi vô cái nhà này vậy trời chủ không bao giờ nói mình mập nha không bao giờ mà mập không bao giờ nói mình mập trời ơi mập thù lù mà hát nữa chứ mà hát dở hát quay đâu không để ra cái giọng
đúng rồi, không có giọng lên không nổi. Mà ai chê dở rồi giận. Giận đi, lên đi. Xe, lên xe thấy giận. Ca hoài. Lên xe ca hoài. Lên xe ca. Ông tài xế ông Tây đó nha. Ông Tây không có nổi thấy ông, không? Ông, oh my god, oh my god. Ừ. Mà ông ngồi ông liếc vậy nè. Đúng rồi. Ông liếc vậy nè. Tôi sợ ông liếc hoài mà công lên đụng xe. Lé luôn. Liếc lé. Ghê thiệt. Mà sao nhiều tật xấu vậy ta? Nhiều tật xấu quá. Trời ơi. Còn gì không? Ờ mà lên không nổi. Mà vô. Mà karaoke là dành hát. Rồi đi karaoke chủ cái được không cho ai đi tới hát. Thường hát mình. Hãy cầm tới micro là trời giữ luôn vậy đó. Mà hát mà những ca sĩ. Thì ghê thiệt ha. Nghe không được luôn á. Trời ơi. Mà cứ nghĩ mình hát hay. Mà cứ bị ảo giác làm sao á. Mẹ hát tiếng Anh không? Đâu có hiểu mẹ gì. Hát tiếng Anh không? Hai chị em mình nhớ không? Ngồi sau. Đúng rồi. Hai chị em mình nói sao? Chừng nào mới hát được vậy? Đúng rồi, mới nói trời ơi, hát gì mà lu lót vậy đó. Tiếng Anh thì lu lót nha, hát lu lót. Có nghĩa là ở bên đây là lên mấy chiếc taxi này nọ đó, ta mở tiếng Anh nó cứ hát theo. Mà có bữa nha, người ta mở mà hát theo mà có sai chữ sai tao để ý luôn á. Có chữ sai luôn mà vẫn hát ro vậy đó. Ý là thể hiện tao đây là tao biết tiếng Anh này nên làm như mình không biết vậy. Đúng rồi. Tụi mình cũng biết chút đỉnh chứ. Mà phải chỉ mở hát mở cửa ra để cho gió nó ra ngoài. Hát mà trời tu túng. Trời ơi. Nó cứ lồng lồng. Trời ơi, nhà nó áp lực rồi, leo lên xe còn áp lực nữa. Tao nói từ hãy hai đứa đang vui vẻ nè, ăn sáng giờ vui vẻ đang hạnh phúc không? Lát ổng ra một cái là bầu trời u ám. Mà tự nhiên sắc mặt tôi thay đổi luôn á. Vợ chồng hai ba một ngày hai ba sắc mặt. Đúng rồi. Tại tôi sợ rồi, tôi lo, tôi hoảng hốt rồi, tôi giống theo con vợ luôn. Vậy là con Dông Nhi trong nhỏ vợ nhảy qua. Trời ơi. Đó con Dông Nhi như con cóc kia đó nhảy qua nhảy lợ thì ghê thiệt. Tại vợ chung mà. Ở chung mà. Thì nó phải nhập qua nhập lại vậy đó. Thì đó. Trời ơi, ghê quá. Trời ơi. Mốt nhập tới mình luôn. Có không? Còn ở tại mình ở chung nhà. Trời ơi, sợ quá. Chết nhập rồi nè. Ghê quá. Mà giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ hả? Bây giờ là 11 giờ rồi. 11 giờ, 10 giờ mới dậy đánh răng một tiếng chưa ra. Đánh ở cái trong... gì? Đánh cho mòn cái nú hay gì mà chưa ra? Mà đứng đánh hoài rồi ca hú hoài. Thì đánh xong rồi lật ra ta ăn để ta chờ nè, có ngồi hâm xong mà chờ rồi đến giờ nó nguội. Nguội cái ra cái bị hỏng nóng cái chữ. Chủ cả là vậy đó. Như má anh ta vậy đó. Bực mình ghê vậy đó. Tức dễ sợ mà nói không có được á. Mà giờ nó chấm luôn rồi. Ra giờ đó. Vậy còn xịt dầu thơm rồi. Ở nhà mà xịt dầu thơm. Bà làm bà hàm. Trời ơi, dầu thơm Tâm Phúc à. Sắm đồ. Một ngày xịt một chai. Trời ơi, bà làm bà hàm hương. Xịt. Mà người không biết có túi mà sao chắc không tắm chắc trai. Không tắm chị ơi, giả bộ vô xả cái đúng nước thôi chứ làm gì tắm, đúng không? Tắm, đúng. Chỉ có những người xịt dầu thơm nhiều là người ta không tắm. Đúng. À thì ra ê, nhớ cái vụ mà bữa mua cái giỏ xong rồi đeo cái giỏ phe cái giỏ không? Ở trong không có gì, xong cuối cùng không biết mở cái giỏ ra. Nhớ không? Cái giỏ đâu vậy? Cái giỏ bà mua ở bên kia đó. Trời ơi, quý vị đi mua cái giỏ. Xong rồi hả, giỏ xịn nó, giỏ luôn. Giỏ xịn. Xong rồi hả, thì thôi ta mua thì đi Việt Nam ta đeo. Hiểu không? Mới mua xong cái đeo hả? Đeo vô liền mà ở trong nó có con mẹ vậy chồng đâu. Xong cái đeo tung ra giữa chỗ kia, xong rồi cái đồ mở ra. Bắt đầu đâu có ai đâu. Đâu có, trời bất dung gian nước tạt vô đứa cái giỏ. Trời ơi, trời bất dung gian con quỷ trung nghệ hay gem mình á. Chung đúng rồi, nó bưng nước ra đổ cái xả ướt lên mình bả, sao mà vũ ô mẹ ướt gì quá này. Anh Thiên ơi, anh Thiên ơi, ướt rồi anh Thiên ơi. Thiên ơi. Trời ơi, cái nư tao là muốn giả vô mặt. Trời ơi, cái thầy ướt không lo, lo cái vỏ. Xong rồi khả mở cái vỏ ra cuối cùng không mở. Không có cái gì trọng hết trơn. Mở ra mà cái khóa mở không được. Trời ơi, sai đồ hiệu mà không biết mở cái vỏ nữa. Trời ơi. Cái vỏ đấy mua chứ để con sóc vô chứ để vậy trong. Đâu có gì đâu trời ơi. Thiệt tình luôn. Đó, về nhà bỏ con sóc bỏ vô đó. Đi lè thôi. Lè thôi chứ. Đó camera nhà quan sát là hai chị em mình còn có nói nhiều chuyện đó. Dễ sợ không đặt camera. Ai ăn cắp đâu làm tụi mình đúng ăn cắp. Đúng rồi. Ăn trộm ăn cướp gì không có tin tưởng mình mới đặt như vậy đó. Sao mà xấu người xấu nết. Ý không đẹp chứ, đẹp người mà ấy nết quá. Mặt mẹ thì cũng đẹp nhưng mà cái nết xấu. Cái nết đó, điều. Là bằng tuổi là bằng tuổi chị đó. Mà trẻ hơn chị.
tức chứ. Thôi, rồi hai chị em tôi chuẩn bị đi làm đây. Jessica. Jennifer. See you again. See you soon. Good morning. It's morning. Chủ. Yeah. Jessica. Jessica. Chủ no sleep. Chủ làm biếng. Chủ là bây giờ là muốn dậy giờ nào thì mình làm cho giờ đó thôi. Ừ. Chứ đôi giờ đâm thì nó bị nguội. Quá trời. Mà yeah. Chủ cả gì làm biếng. Rồi ta là chủ mà ta có quyền làm biếng chứ. Đâu ai nói được. Trời ơi, mà thấy ức chế không? Ức chế quá trời rồi đó. Mà sao điệu quá vậy? Ai? Chủ đó. Trời ơi, bỏ điệu từ nào giờ rồi? Trời ơi, mà có tuổi rồi chứ đâu phải mà nhỏ đâu. Nay 53 tuổi rồi. Thì đó. Ôi, bữa nay tôi mới biết tuổi chủ đó. Công chủ Jessica hay thiệt. Bà 53 tuổi rồi, bà điều bà như một con thỏ đó. Mà nói ai mình biết được. Đúng rồi, mà sao điều vậy? Trời ơi, còn ông chủ thì sao? Ông chủ thì mập. Mập. Mà ăn nói mà mập ăn á thì á hả là ai đủ đi ăn là ok ok. Còn đi tập tạ là sao? Để lát nữa đi ha. Lát nữa đi. Tự nhiên ăn con rau fit xong ăn mệt xong. Đổi thưởng rau fit. Chủ đi tập tạ, cái nó ăn quỷ rau fit xong cái hả đi tập tạ không nổi. Tự nhiên đổi thưởng rau fit. Thôi. Ghê dễ sợ không? Cái gì cũng nói được ông chủ bà chủ á. Trời mà. mà để ý cái bụng ông chủ không? Trời ơi. Bự nha. Cái bụng ông chủ như là cái trống trường em. Cái thấy mình nhìn cái hốp vô. Hốp. Không, chưa. Hôm qua là có chút thuốc ngủ trong bà chủ ngủ, đang ngủ hơi sai xíu, ngủ mà mập thay, ngủ mà trường thay ra. Bây giờ là 10 trưa rồi mà không dậy. Trời ơi, quấn nhau. Quấn hoài vậy đó. Anh là gió em là thì chiều, bịt mắt nhau lại mây mì đây. Tên kia. Quá trời quá đất. Mà sao mà có ai đời mà thật sự ức chế quá mới dám nói đúng không? Đúng. Chứ không có ai mà dám đi làm công mà nói chơi xấu chủ hết trơn. Đúng, mày ức chế này sự thật chứ không có nói xấu, cái này nói sự thật. Tụi mình là sống thật. Cho nên là cái gì nói là đúng. Thank you. Bữa sao thấy con sóc làm sao? Chửi bữa tí con tự nhiên người ta đang ngồi trong đây nguyên cái bàn cái thấy sóc chạy qua. Ê anh Chin ơi con sóc kìa. Trời ơi, giống quỷ ha. Trời ơi, 55 tuổi rồi mà làm như lần đầu tiên thấy con sóc gì đó. Trời ơi, lật ra làng lên quảng hốt đi. Xin ơi, con sóc kìa. Trời ơi. Trời ơi, kì, mà ông chồng thì sao? Ông chồng thì cũng nhìn ra đâu, bẹt khùa theo nữa. Kiểu như chơi chị vợ nói chồng phải diễn theo. Trời ơi. Mà công nhận đó, một cặp ăn ý. Đúng là nồi nộp dung đó. Bởi vậy. Đừng ở đâu mà ra một cặp vậy trời. Trời xanh một cặp, người ta nói trời xanh cặp đúng, đó. Thấy cái tướng bà đẹp rồi đâu phải bà tập thể dục đâu. Bà uống giảm cân không á. Trời ơi. Mỗi khi bà ăn. Ủa dọn phòng thấy à? Không đúng rồi, mấy tép giảm cân bự nè. Trời đất ơi, hẹn chị cứ nói chi tập nè. Có tập cái gì đâu. Toàn muốn ngon con ngon. Bây giờ mới biết đó nha. Bởi vì cái gì nó cũng lòi ra hết trơn á. Sự thật nó là sự thật. Đúng. Sao cứ lén lén nhìn con. Sợ mọi người ra. Nói xấu người ta mà sợ. Đúng. Không sao. Tôi đứng đây nè Jessica, tôi đứng đây tôi nhìn nè. Thấy không? Tôi thấy. Ôi. Rồi còn gì nữa không? Ức chế nữa không? Ức chế chứ trong nhà, trong cửa này kia nọ, nhiều khi đi ra đi vô chiếm chệ gì. Chiếm chệ, chấp tay đứt chấp tay. Mà cái tướng làm như đẹp lắm vậy đó. Là bà chủ đúng không? Ừ. Bữa bà nói gì mình quên rồi, bà nói hãy đuổi con xích đi cà đi. Rồi đuổi ai làm má. Rồi má thử má làm đi. Ôi tay chân. Dễ làm lắm vậy. Đúng rồi, tay chân thì bộ neo dài sọc, bộ neo dài. Đàn bà con gái bộ neo dài 9 mét. Ôi tối mình đi lưỡng tưởng. Hai sai hai biểu mà ai mà đụng tới được. Trời ơi. Mà... giả bộ làm neo để đừng có làm công việc nhà đó. Đúng rồi, đâu có như mà công dung ngôn hạnh như hai chị em mình. Chứ sao, bởi vì ta nói ở đời mà nói thật với nhà thôi, sống với ông bà chủ này mình phải rút kinh nghiệm ra. Đúng, sao được có con là phải ấy liền. Với lại cái cách họ diễn quá đó. Họ bị ấy quá. Họ làm cho mình thấy mình khó chịu, hiểu không? Đúng.
cho dạ. nên là thôi thôi mình nói vậy thôi, thôi. Chứ còn mình là tớ mà. Tới đâu ha, chính chưa, chính chưa hả, chính chưa, để đó, bây giờ cái rảnh rỗi cái hai chị em tôi chuẩn bị đồ ăn để mà hả chào đón cung nghinh phụng giá ông bà chủ ra. Ok, cái đó sữa này nè. Sữa này nè. Ồ. Sữa có chừng đổ. Ơi, qua đây chưa thấy ông chủ ông chê gì luôn ha. Cái gì cũng ăn, món dở cũng khen ngon. Mà mén ngon cũng khen ngon. Ăn gì mà ăn quá trời. Ăn cái miệng ngon muốn chết. Mà vẫn còn nói cái món này không vẫn ngon. Mà ăn quá trời ăn luôn. Ăn quá trời ăn xong ăn rồi. Ăn đủ đống đi. Đủ đống trên bàn. Ăn xong rồi cái hả khiều khiều kêu mình đùm về. Chứ hả mình cũng có muốn đùm về đâu. Kêu đùm về. Mình mang cái tiếng mình đùm về nhưng mà không phải ăn. Bữa nhớ đâu phía tông đâu phía tông mà cái mình hai chị em mình gọi là cái định đem ở đây để hai chị em mình ăn cái tiền mở cửa là cái ăn hết của hai chị em mình cái ra định sừng sổ mình đó cái mình phải lấy cái tô này nè, ăn đi chủ, ăn đi chủ, chủ ăn chủ. Mới im đó, nhớ ăn xong rồi giơ hai cái tay ra cái mình lột bớt ăn đúng rồi ăn xong làm như bệ liền. Nói xong là biết bị đuổi. Được, này chắc đuổi quá chứ sao để được. Nói chung là nếu mà có ai có coi clip này đừng nói với ông bà chủ nha. Đúng rồi, cái này là bí mật nha, cái này bí mật, thật sự bí mật, không có gọi. Thương quý vị thương đó. Thương tâm sự dù nhiều nó là cuộc sống bên này như thế nào chứ thật sự cuộc sống bên này cũng không có ổn lắm. Vừa vì áp lực đồng tiền và vừa áp lực ông bà chủ sơ hở cái đòi mà ngay nào nghe bà chủ bà điệu phật mệt. Bà kêu hãy xích đi cà ra bắt cho chị con sóc đi. Xin. Xếp đi cà ra bắt cho chị con sóc đi. Con sóc thì phải con cóc đâu má. Trời ơi, con sóc mà... nó chạy nhanh mày đâu phải con cóc đâu. Mà làm như từ đó giờ không biết con sóc. Trời ơi, gặp con sóc như thế vàng vậy trời. Trời ơi, bà làm như con cóc xứ tiên vậy đó. Trời ơi. Thật sự luôn á. Thật sự mình thấy mình lượng ha. Mà sáng đi lưỡng thưởng lên như cô bé ngủ trong rừng vậy đó. Đi lang thang sao á. Nhìn khó chịu dễ sợ. Mà cái gì cũng quản hốt. Anh xin. Em mới ngủ dậy nè. Vậy thôi đó. Cái chén. Nhẹ nhàng vậy thôi. Sao vậy? Đúng rồi. Đúng rồi, làm cái gì cũng nghiêm trọng hết trơn á. Trời đất ơi. Mà làm hết tồn không à. Bà ra ngoài đường cái bà. Chiếc xe kìa. Gì vậy? Có bữa chồng bà chỉnh bà luôn. Chồng bà còn không ưa bà mà. Chồng bà chỉnh bà luôn đó thấy không? Trời ơi, chồng bà còn không ưa bà mà. Bà điệu lắm, bà bị gọi là overthinking á. Cái gì bà cũng quảng hốt á. Bà đúng rồi, cái sự quảng hốt á. Cái mặt này. Mặt ghê dễ sợ luôn. Đúng rồi. Quảng hốt á. Sao á? Sao thiệt ha? Thiệt luôn á. Không gì chén cơm, không gì đồng tiền, không giờ tôi ở vô nhà này. Không bao giờ. Ở đây thiệt tình luôn. Ở đây ức ghê lắm. Mà tại vì cuộc sống mưu sinh mà. Đúng. Phải đi làm kiếm tiền. Đúng không? Ngậm đắng nuốt cay. Để ý thôi chứ còn đâu có dám nói gì. Ăn cái ăn đi dư đem về đưa cho mình ăn. Đúng rồi. Mà rốt cuộc là mình có ăn đâu. Hai chồng ăn không? Hai chồng ăn hết. Đúng rồi. Đúng rồi. Đem về chi? Đem về chi ngày mai ăn đồ mới đi kia nọ. Đúng, mãi ông hai đó ở đợ càng ngày càng ốm. Mà chủ cả đó, càng ngày càng mập, càng thu lưu. Bà vợ là bà ốm, bà đẹp là do bà uống cái mấy cái ấy thôi. Trời ơi, bây giờ ta uống mấy cái đó hại lắm luôn. Hại lắm ha. Thì đó bà là do uống giảm cân ra đó. Như uống giảm cân nó bị quản hốt quản. Bà bị hốt quản, bà bị hốt quản lắm nha. Trời giảm ơi. Cân nó lây lên hốt quản. Lây nó mệt mỏi đó, hiểu không? Giảm cái mệt mỏi quá nó bị hốt quản. Sao á? Giờ là mấy giờ đêm bên kia sao không ngủ đi? Mới 10 giờ là của Việt Nam hả? À. Ngủ đi. Trời ơi. Giờ này còn sớm ai đâu ngủ. Người ta chờ người ta có clip mà chứ ngủ gì? Việt Nam là 10 giờ tối rồi. 10 giờ tối hả? Trời ơi, dưới Long Thành 10 giờ tối mới là ngủ đó. Ồ vậy hả? Ok, bây giờ clip này xin lên liền nha. Cảm ơn. Bây giờ nếu như hả mà bữa sau mà không thấy chúng tôi lên clip nữa thì biết chúng tôi đã bị nghỉ việc rồi nha. Nha. Mà bởi vậy mọi người hãy thương chúng tôi và kêu gọi nha mọi người. Kêu gọi gì má? Kêu gọi để cho tụi nó làm lại.
chú để được không? Ở đây tiểu bang nào có anh chị nào mà gọi là nhà giàu, cũng như là nhà có của anh của đời, cũng như là giới siêu giàu, có thể mướn hai chị em tôi vào để mà có thể làm việc. Hai chị em tôi không có nói xấu ai cả. Cái mắt mày ghê lắm. Mày nói như vậy người ta không có kêu đâu. Có. Nói cho thánh thiện hiền lành lại chút xíu coi. Nếu như ở trong các tiểu bang, nếu như nhà nào vào thấy giới siêu giàu, nếu như có điều kiện hãy mướn hai chị em tôi. Và chiến tôi sẽ làm việc hết mình, sẽ cống hiến hết mình, không có nói xấu gì đâu. Mọi người nha, nhớ coi nhà ai mà có công việc nhiều hoặc giữ em bé đồ nha, rửa chén lau nhà giặt giũ đồ đó, hoặc là đi làm công làm mướn đồ đó, đúng. Cứ kêu tụi tôi nha, tụi tôi chạy tới nhà làm đúng, cho. Tụi tôi làm, tụi tôi không có ăn cắp gì đâu. Nhớ nha. Sạch sẽ lắm. Come on baby. Tí gớm. Rồi Jennifer không còn ở đây nữa. Nghe. Bị nói xấu quá, bây giờ bị điều đi chỗ khác rồi hả? Ừ, tôi đi trước nha. Trời ơi, nói xấu bà chủ quá, bây giờ điều chỗ khác rồi. Không bây giờ biết bà... ai nhiều chuyện. Đâm tọt, cộng đồng mạng chúng ai hết trơn á. Giờ làm là hai đứa. Ừ, giờ tách ra rồi. Dạ. Đi kìa, xe tới đón rồi kìa. Tôi đi nha. Ok, giữ sức khỏe nha. Jessica ở lại nha, mạnh khỏe nha. Không? Sao mà ai đâm tọt hai đứa mình vậy? Tôi cũng không biết. Dạ. Ok. Mẹ giờ quá trời. Cô chủ về Việt Nam làm chân gà cho cô chủ ăn. Với lại tôi sẽ phục vụ cô chủ tối đa. Cảm ơn tôi chân thành biết ơn cô chủ rất nhiều. Mặc dù cô chủ đuổi tôi nhưng tôi không hận cô chủ. Không nè, cô chủ này ok. Cô chủ Hàn Quốc. Dạ. Có kiện không? Kiện thì để suy nghĩ lại. Cô chủ Hàn Quốc chơi đó. Dạ hả? Dạ cô chủ Hàn Quốc ơi, tôi về trước. Tôi về trước nha. Dạ. Nữa. Dạ để em làm chị ơi, dạ để em làm xong em ra bắt sóc cho chị chơi. Dạ còn nhỏ bạn nó ở lại nữa. Dạ. Cho nên là có gì nhỏ cho đối xử tốt với nó chút xíu, nó bớt nó xấu lại. Nó xấu nhiều quá. Dạ. Hôm nay mai cũng em cũng sắp tuổi lâm luôn rồi. Dạ dạ đuổi dạ. Jessica. Dạ Jessica luôn. Dạ luôn. Dạ cảm ơn bà chủ nha. Dạ, tinh tường xin mời hành khách Jessica. Xin mời hành khách Jessica bước ra xe gấp. Dạ, tôi cảm ơn mọi người. Dạ, vali đâu? Jennifer. Dạ. Jennifer. Ngâm người nhìn nhau. Lệ này sầu. Nói không ra lời. Xét quá. Từ đây xa cách đôi đường ta đi cách xa. Jessica về Jennifer đi ra đi ngồi trong cớp hả? Đâu đâu rồi? Đi nha, đi. Vali đây chưa? Có vali chưa? Dạ, đi. Trời ơi. Michelle ơi, đem vali lên chưa? Rồi rồi, xong xuôi rồi. Ok, bye bye. Bye bye nha. Bye bye, nhớ mở cửa ra chờ tôi nha. Sẽ chạy theo nha. Jessica mở cửa mình. Ok, ok. Go go go. Trời ơi, nói xấu làm chi? Tôi nói rồi, Jessica cứ vậy. Tôi nói xấu. Bây giờ tôi là người bị đuổi, chứ Jessica chưa có bị Jennifer. Đuổi. Jennifer. Đi đi. Yeah. Okay, đi đi. Jennifer. Tạm biệt. Trời cao xanh sao đánh gì chia lìa đôi ta. Jessica ơi, Jennifer về Cali. Tạm biệt. Tạm biệt. Go. Let's go. Go. See you soon. Jennifer. 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 Jennifer! 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 Jennifer đi rồi mọi người à. Jennifer bị chủ đuổi rồi. Hai đứa túm tụm lại nói xấu. Xong rồi bây giờ Jennifer với Wakali làm rồi. Còn Jessica sẽ làm bên đây.
tách ra, không có đi làm chung nữa. Ây da. Không khí ở đây rất là ok đó mọi người. Đó, thấy không? Nhà rất là đẹp nha mọi người nha. Đó, rất là ok luôn. Đẹp ha. Jennifer nói là mệt quá. Rồi chạy cũng tuột đường vậy đó. Điện cho Jennifer. Điện cho Jennifer. Nếu biết chưa tôi thả không sao. Jennifer! Jessica! Sao như tại Tiffany bay đi rồi, cá lộn Jennifer! Rồi chừng nào về? Rồi chừng nào mình mới gặp nhau đây? Chủ là nói sao? you talk with the bottom. Jennifer nha. You talk nói chuyện với lại chủ á để cho you gặp mi nha. Nó là qua bên đó làm việc cho nhà của Minh Tuyết đó, ráng làm. Vậy hả? Vậy bây giờ chủ điều tôi đi về nhà Minh Tuyết đúng không? Đúng rồi, qua nhà Minh Tuyết. Rồi tôi là đi về nhà Minh Tuyết trước kia. Đúng rồi, rồi sau này Jessica sẽ cố gắng làm việc, sẽ là lân la qua nhà của Hà Phương. Hà Phương nữa hả? Đúng rồi, đó, xong rồi gì ác quá, đưa đi hoài vậy? Xong rồi Michelle sẽ ráng làm việc ở nhà Cẩm Ly. Dạ. Ba chị em chúng ta một đôi đi, chứ đừng có làm chung nữa. Sẽ làm việc ở nhà Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết. Dạ, chờ ba chị em luôn đó. Trời ơi, tới đâu rồi? Tới Nguyễn Di Trinh Phú Hữu chưa? Hả? Tới đường Phan Đăng Lưu chưa? Phan Đăng Lưu là ở Việt Nam. Ủa vậy hả? Jessica lộn rồi. Cái này quẹo ra là Tây Ninh chẳng bàn nè. Tại thấy cột điện quá trời. Quá trời, sao mà ai đâm thọt vậy ta? Chắc cộng đồng mạng đâm thọt rồi. Đó, cộng đồng mạng đâm thọt cho nên là chủ điều tôi đi về nhà Minh Tuyết. Đó, nói hả, nói xấu đi, nói xấu đi, tụi tôi nói xấu. Mới nói xấu là bây giờ là tai họa tới rồi. Đó, bởi vậy rồi, hại tụi tôi không à, rồi, tụi tôi. Rồi ăn uống gì chưa? Tôi đi ăn rồi, tôi đi ăn lunch rồi, ăn lunch rồi. Ăn lunch là ăn gì? Ăn lunch là ăn buổi trưa đó. À, lunch, lunch, à. Dạ. Ok. You take care for you nha. Ok, Michelle, ok, Michelle chăm sóc Jennifer nha. Dạ. Ok. Bây giờ về là chi, về tới Cali là hai má con chia nhau ra mà hai nơi. Ok, goodbye. See you soon nha. See you, goodbye, see you. Okay, Jessica, I love you, bye. Bye. Mình ở sau đôi ta lại chẳng kết thúc. Tạm biệt mọi người. Kể từ nay sẽ không còn clip nào với Jennifer nữa. Chỉ còn Jessica ở đây mà thôi. Bye bye mọi người.